Ok, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em hai con máy mài, máy đục. Máy đục thủ công mỹ nghệ thì ở cái đầu này á, anh em có thể tháo ra và ráp cái mũi đục vô. Và anh em mình dùng để đục gỗ mỹ nghệ hoặc là đục da hoặc là đục bonsai ha. Đây là một cái con máy đục của hãng Rosong. Đây, thông tin ở trên đây ha anh em. Đó, đây là hàng của Nhật. Sản xuất Make in Japan. Đó, điện áp sử dụng là 100V. Công suất của nó là 65W nha. Đó. Cái 11.000 vòng này có thể là cái tốc độ quay của nó ha, tốc độ quay. Đó. Rồi. Thì tình trạng của hai con này á thì mình đây, con số 1 này á thì đây cho anh em coi ha, đây là chức năng mở đằng sau. Đó. Còn lại lớp cái vỏ bên ngoài thì nó còn tương đối, nói chung là cũng ổn ổn ha, nó không bị bể gì hết. Đó. À, còn cái sợi dây đằng sau thì đây, cái sợi dây đằng sau này nếu mà nó anh em cần đó, về nhà thì mình có thể thay đổi ha, tại vì nó hơi bị hở này ra xíu này, nhưng mà lõi bên trong thì nó chưa có hở. Đó. Lõi bên trong thì nó chưa có hở, mình không mình cắt ra mình lối là mình dồn nó vô trong ha. Còn dây của nó thì ok, dây của nó dây zin tới đầu luôn. Đó, rồi. Ok, mình sẽ test thử cho anh em coi nha. Điện áp sử dụng lưu ý giúp mình nha, 100V. Đó. Công suất là 65W. Cái này anh em đục thủ công mỹ nghệ khá là hay ha. Con này kiếm bây giờ, ngày trước thì còn dễ chứ bây giờ kiếm bắt đầu nó cũng khó dần. Đó. Thì mình cứ gắn cái mũi đục vào đây rồi mình đục nè. Đó. Gắn mũi đục vô đây mình cứ ẩn tới là tự động nó sẽ ấy thôi. Máy chạy hoạt động ok nha. Đó. Rồi, con số 1 nha. Đó, con số 1 này. Rồi, tiếp theo đây là con số 2. Thì thực ra con số 2 thì thông số nó y chang như con số 1 thôi, không khác gì hết. Mình chỉ nói sơ qua về cái hình thức bên ngoài của nó này, rồi cái tình trạng nó như thế nào cho anh em xem. Sau đây thì cái vỏ nó bị bể hết cái ấy này ha. Đó, còn lại là gần như là nó không có bị gì hết, nó cũng giống như cây kia thôi. Đó. Cái sợi dây của nó thì nó nhìn nó cái sợi dây thì nó không có bị hở như cái kia ha. Đó, dây nó còn đẹp nguyên. Dây nó còn đẹp nguyên ha. Đó. Đó, thông số của nó đây ha. Đó, cũng y chang như cây kia ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em coi. Đó, công tắc mở xong. Rồi ok anh em, máy chạy ngon nha. Đó. Con này là con số 2, anh em mua hàng chốt giúp mình con số 2. Rồi, đây là con số 3. Đây là cái con một cái con máy mài góc của Hitachi. Thì cái con này là nó cái con này là một cái con nó có điều tốc nha. Công tắc nó có điều tốc là 6 số này. Đó, là 6 số đó của Hitachi. Điện áp 100V và công suất của nó là 1010W ha, 1110W. Đó, tốc độ quay của nó khoảng điều tốc của nó từ 2800 đến 11000 vòng. Đó, tình trạng bên ngoài con này còn mới ha. Tình trạng bên ngoài thì nói chung là hàng mình chỉ có vệ sinh sơ thôi. Còn lại là gần như là ok hết. Đó, cái cốt này của nó thì nói chung là không có anh em nghe thấy không? Bạc đạn còn rất êm luôn. Đó. Đó, bạc đạn nghe gần như là không có tiếng động lạ bên trong nha. Không có cái âm thanh dư. Đó.
dây của nó thì nói chung là nó có một số chỗ thì nó hơi bị tức là nhiều khi nó hơi bị cấn cái gì đó ha, nhưng mà cái chung là nó chưa vô tới cái lớp trong, nó chỉ lớp vỏ ngoài thôi. Đó, dây zin của nó luôn nha anh em. Đó, thì tình trạng máy bên ngoài anh em nhìn thấy nè, còn khá là ngon nha. Đó. Công tắc như sau. Ok, mình sẽ test máy nha. Trước khi tắt mình sẽ kiểm tra coi là nó mở hay là tắt ha. Đây. 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 Mình sẽ mở nha. Con này là một cái con có chổi than nha anh em. Nó có chổi than ở đây nhưng mà cái máy này họ xài rất là ít cho nên là tia lửa bên trong gần như là không có. Anh em nhìn thấy không? Gần như tia lửa gần như là không có. Tia lửa gần như không có. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên nha. Nó rất là nhạy nha anh em. Đó, thấy không? Nó rất là nhạy nha. Gần như không có tia lửa luôn. Thường là mấy cái dòng mà của Trung Quốc anh em xài anh em mới để đi, khi mà anh em vặn nó lên đây á, vặn nó lên cấp thường thường nó sẽ không bao giờ lên luôn mà nó cực đó, một lúc sau nó mới lên nha. Còn có một số trường hợp thì khi mà anh em vặn xong, anh em vặn lên, anh em phải tắt máy, anh em mở lại thì nó mới lên được nha. Đó. Rồi, mấy cái dòng nội địa này thì anh em xài cái thứ nhất là cái cốt bên trong máy này nè, xài nó rất là bền nha. Cái dòng nội địa em lưu ý ha. Đó. Còn mấy cái dòng mà thường mấy cái cây bốt mà thường sản xuất đời mới thì thường cũng nằm bên Trung Quốc á. Mình xài một thời gian là cái cốt bên trong này nó rất là nhanh bị rơ. Rồi. Xin giới thiệu đến anh em một con máy đánh bóng cốt dài của hãng Denju. Đây là con máy này, là mã sản phẩm của nó là BD DB200. Đây là một con máy đánh bóng cốt dài thuộc dòng đời cũ thế hệ đầu của Denju. Đó, thì cái con này công suất của nó là 250W, điện áp sử dụng là zin 110V, 100V hoặc là 110V đều được. Cái tốc của nó thì nó sẽ rơi vào từ 3 đến 6 vòng trên 1 phút. Đó, 3 đến 3.600 vòng trên 1 phút. Đây, mình sẽ đo cái bề rộng của cái bề rộng của nó nha. Nó khoảng 62 cm bề ngang đó nha. Đó, tính từ cái hai cái bên lại là 62 cm. Đó. Từ cái chỗ này trở ra là 17 cm. Đó, ra tới đỉnh điểm là 17 cm nha. Còn từ tâm máy ra thì nó sẽ rơi vào khoảng 30. Đó. Đấy, đây là cái con xác máy này, con đời cũ ha. Thì xác máy đời cũ thì nó sẽ nặng hơn so với những cái xác máy đời cũ của Denju, đời mới của Denju. Xác máy đời mới của Denju là thường anh em thấy chính là những cái con motor mà màu trắng trắng đấy, mà thân nhôm. Còn cái con này thì thân của nó giống như là bằng chắc là bằng sắt thôi. Tại vì nói chung là mình thấy nó cũng ha. Con này thì cân nặng của nó là tổng là 15 kg nha anh em. Nó là 15 kg. Thì cái máy này, cái dòng đời cũ thì xài nó khá là đầm. Nó khá là đầm máy ha. Đó. Công tắc của nó là zin hết hoàn toàn nha. Công tắc có chữ Denju, anh em thấy không? Đó. Công tắc này nó có chữ Denju nè. Đó, on off nè. Đó. Con này thì chạy nó rất là mát máy nha. Nó không có bị tình trạng nóng gì hết. Con này thì chạy rất là mát máy. Đó. Thì cái này anh em về nhà anh em có thể xài để đánh bóng ha, dùng để đánh bóng hoặc là dùng để ráp bánh đá mài hoặc để mài cái gì đó ha. Nó tốc của nó thì tốc cao 3.000 đến 3.600. Ok, bây giờ dây của nó là dây zin hết nha. Đó, dây của nó thì lúc mới mua về mình thấy dây của nó cũng như vậy rồi đó, nó xài dây của Makita thì phải.
Rồi, ok, mình sẽ test cho anh xem thử nha. Dây của nó thì còn đẹp nguyên nha anh em, khỏi lo ha. Dây đẹp nguyên. Rồi. Đây, mình sẽ mở máy cho anh em xem. Đó. Máy chạy cực kỳ êm. Mặc dù là đang chạy tốc là 3.600 vòng nhưng mà anh em gần như là không nghe tiếng động. Nha, gần như không nghe tiếng động. Máy chạy cực kỳ êm. Đó. Nhất là hai cái cốt này nè, anh em lưu ý ha, những cái dòng cốt dài á là anh em xài á, thường thường nếu mà anh em đi mua máy không để ý ha, thì thường cái cốt này rất là dễ bị cong, mà cái cốt này cong thường anh em ép rất là khó nha. Còn cái con này là nói chung là anh em xài con này thì thứ nhất là bao bền, cái thứ hai là cốt này là gần như là không có độ dung sai lớn ha, rất là nhỏ. Khi mà em bỏ lên cái cân em test á là gần như là cái cân không có sự chuyển động, tức là cái độ rung của nó gần như là không có đó nha. Đó, con này thì anh em mua về đủ dùng để mài dao, mài ấy, xài trong công ty hoặc cái gì đó rất là ok nha. Đó. Rồi, anh em cần thêm thông tin thì vui lòng cứ nhắn tin về số điện thoại để trên tiêu đề nha. Rồi, xin giới thiệu đến anh em một con máy mài dao đá nước, hàng nội địa của Nhật. Đó, nhưng mà cái con này là thuộc của châu Âu sản xuất nha, của châu Âu sản xuất. Đó, thì cái con này đá của nó rất là xịn nha. Cái con này anh em mài dao đá của nó ăn thép kinh khủng. Đấy, thì cái con này nó xài, thứ nhất là xài trong gia đình rất là hay. Anh em đổ nước trước khi mà anh em đổ nước vô cái máng này ha. Và nó khi nào mà anh em cho nó chạy á, cho nó quay để nó ngấm đều trên đá trước. Đó, rồi sau đó anh em sẽ mài ha. Đây, thì cách mài thì anh em đơn giản, đây nó có cái cữ rồi nè. Đó, mình mài cứ vuốt qua, vuốt lại ha. Đó, thì nó đơn giản. Thì anh em nào cần á thì mình sẽ gửi một cái clip test của cái video trước cho anh em coi ha. Chứ con này thì thực ra là con này thì rất là nhiều anh em đã xài rồi. Đấy, thì mình chỉ báo cáo tình trạng của nó như thế nào để cho anh em biết ha. Đấy, thì đá của nó thứ nhất là cái viên đá này á, thì mình nhìn hình thức của nó cũng còn rất là tốt nha. Đó, thì nó chỉ bể nhẹ một tí, cấn một tí xíu ở cái chỗ này thôi, thì nó không ảnh hưởng nhiều. Đấy, viên đá gần như là còn rất đẹp, nó không có bị hao mòn nhiều. Đó, còn rất mới, viên đá này rất là chất nha. Đó. Rồi, cỡ còn nguyên luôn nha, cỡ còn nguyên. Rồi, cái xác máy nè, cái bên ngoài của nó thì báo cáo với anh em là như thế này. Đó, thì nó hơi bể nhẹ, nó hơi cấn một tí xíu ở đây, nó hơi móc nhẹ một cái ở bên hông nha. Đó, thì nó cũng nói chung là cái chỗ này thì nó không ảnh hưởng nhiều nha. Theo cách mình, nếu mình xài gia đình thì không ảnh hưởng nhiều. Đó. Rồi, cái con này có chức năng hay ha, tức là tắt mở thì anh em có thể nó chạy cùng chiều hoặc ngược chiều được ha, mình có thể cho nó motor nó chạy hai chiều được. Đó. Đây, Scanlift 150. Đấy, trên đây là có thông số hết trên đây nha anh em. Đấy, nó có thông số hết trên đây. Hàng của châu Âu sản xuất nha. Châu Âu sản xuất. Đấy. Công suất 85W. Trợ điện của nó là xài là 110 hoặc 100V. Một motor. Rồi, cái bên đây thì nó không có bị bể gì nha anh em. Nó hình thức ở mé bên đây thì không bị bể gì hết, thì nó hơi chày chày nhẹ đây thôi. Đó. Chủ yếu là cục máy và cái con đá, cái viên đá này thì nói chung là còn tương đối là đẹp. Ít xài. Đó. Dây. Đây, dây zin của nó luôn này anh em. Đó, dây zin luôn ha. Thì mình sẽ cắm máy mình cho nó chạy thử cho anh em coi. Đây, mình sẽ mở máy nha. Máy đang chạy cùng chiều kim đồng hồ nè. Một chiều kim đồng hồ nha, anh em thấy không? Cái này mài dao rất là êm nha. Rồi, anh em cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại của để trên tiêu đề. Cảm ơn tất cả anh em.